Dạ rồi, nhà vườn bonsai Kim Sơn thân chào cả nhà nha. Rồi thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một phôi phi lao sống khỏe nha, mã số là 06 nha, mã số 06. Rồi cây này đã sống khỏe rồi, tay cành rất là mập rồi. Rồi hòn gốc ở đây đo được nha, hòn gốc ở đây đo được là 48, hòn gốc đo được 48 nha. Cây cao nè, cao đến đầu thân chính nha, 90, cao đến đầu thân chính là 90. Đang nằm cái chậu 67 nha, đang nằm cái chậu là 67 lọt lòng. Rồi cây này nhà vườn em xin giao lưu là 3,5 triệu bao ship nha, 3,5 triệu bao ship không chậu, 3,5 triệu bao ship không chậu nha, nhà mình xem tham khảo luôn. Form rất là ok luôn đó nha, đó, tay nuôi nè. Đã. Rồi chuyển qua đây. Tay cành rất là ok luôn đó nha. Mã số 06 nha, 3,5 triệu bao ship cho cây phi lao này luôn. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn nha,